Khán giả đã nghe được chưa ạ? Rất hay. Tại giờ giao bóng tiếp theo, người cầm giao bóng là Nguyễn Anh Thắng, tức Thắng Bỏ. Mang nhiều sát lực.
bóng ngoài rồi, hết sức tập trung. Không phải lúc nào những vận động viên trẻ như Chong Tomi cũng có mặt tại những trận chung kết có thể nói là mang tính lịch sử trong sự nghiệp thi đấu tennis phong trào như thế này. Đây là lần đầu tiên Chong Tomi có mặt tại một trận chung kết, tại một giải đấu có thể nói là một sân chơi rất lớn của quần vợt bán chuyên. Tương đối là nắng nóng, nhưng các khán đài của sân Lạch Tray hầu như là đã được phủ kín bởi các cổ động viên. Sức hút của trận chung kết nội dung bán chuyên VNTLP 7.0 đã mang đến cho người hâm mộ Hải Phòng những giờ phút có thể nói là hết sức nhiệt huyết. Tỷ số 1-1 và người cầm ra bóng tại giờ đấu thứ 3 này là Trần Văn Chất, tức Chất É. Quá hay! Thắng bom. Bóng ao rồi. Điểm số 0-40 và đôi Chong Tomi Chất É đang đứng trước nguy cơ mất break. Tại giờ giao bóng tiếp theo, người cầm giao bóng là vận động viên Hòa Xuân. Quả đấy chắc cũng ngoài nhưng mà Nguyễn Anh Thắng vẫn đập cho chắc ăn. Điểm số 15 giao. Chất vừa có một quả trả giao bóng rất tốt. Điểm số 15-15. Chong Tomi đang muốn bắn dây thắng bỏ, một lựa chọn không khôn ngoan một chút nào cả. Tỷ số hiện tại 30-15. Hay quá! Thì sẽ rất khó cho Chong Tomi và Chất É có thể cân bằng cục diện của trận đấu. Tiếp tục là một quả dọc dây hỏng rất xa. Tỷ số trận đấu 1-3 nghiêng về phía đôi vận động viên Nguyễn Anh Thắng, Nguyễn Hữu Hoàng. Và người cầm giao bóng tại giờ đấu thứ 5 này là Chong Tomi. Thanh niên thắng bò vừa có một cú phải, một cú trái bị dính vợt hơi cả, chính vì thế cho nên trái bóng lại rất xoáy. Đã hay lại còn may. Có vẻ như rất khó cho Chong Tomi và Chất É. Những đường bóng của đôi thắng hòa không chỉ chắc chắn mà còn có rất nhiều yếu tố may mắn bay ở những góc rất là khó của sân.
Tỷ số 15-40. Bóng đầu tiên Trung Tommy và chất é cũng giữ được giờ. Giờ đấu này sẽ sau đây 40 đều. Đấu là thắng bò. Tỷ số hiện nay của chúng ta đang là 3-2. Ngoài rồi. Để cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn. 15 đều. Khó rồi. Trái bóng vừa xoáy vừa quá mạnh, có độ nảy rất cao. Điểm cho đôi thắng hòa 30-15. Trần Văn Chất sinh ngày 9 tháng 8 năm 1988 là một vận động viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cũng đã có nhiều thời gian giao lưu và thân thuộc với tennis miền Bắc. Rất hay, chúng ta vừa được chứng kiến một cú smash chuẩn cầu lông của Trung Tommy. Thank you.
được. Vận động viên bán chuyên và kể cả chuyên nghiệp nào cũng phải dè chừng. Nhưng mà thực tế thi đấu cho thấy là vẫn phải đứng cao lên một bước nữa. Từ đầu trận đến giờ Trung Tâm đi hầu như không thể xử lý được những tình huống mà bóng bò chủ đích, chủ động trong cú đoạn. Số người theo dõi của chúng ta đang lên tới hơn 500. Và em rất cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ video. Chúng ta đang được xem một trận đấu có thể nói là hãn hữu, không có nhiều trong lịch sử quần vợt bán chuyên Việt Nam, khi mà vận động viên tên tuổi Nguyễn Hữu Hòa, tức Hòa Xuân, một vận động viên đã năm nay 56 tuổi mà vẫn còn đang thi đấu bán chuyên ngang ngửa với các bậc đàn em và thậm chí là con cháu của mình. Và trên màn hình của các bạn là nội dung bán chuyên VNTRP 7.0 giữa cặp vận động viên Chất Trung và Hòa Xuân Thắng Bọc. Người cầm dao bóng tại giờ đấu này là Trần Văn Chất, tức Chất Ép. Nhìn thấy một pha xử lý bóng rất khéo léo của vận động viên Nguyễn Hữu Hòa. Tại trận đấu này thì khoảng cách về tuổi tác giữa các vận động viên chênh lệch nhau, giữa vận động viên trẻ nhất và vận động viên cao tuổi nhất là Trung Tommy sinh năm 1990 và Nguyễn Hữu Hòa sinh năm 1963. Chúng ta có khoảng cách chênh lệch giữa hai vận động viên này là 27 tuổi. Lợi Chất Trung, trận chung kết đang rất hay và khán giả vẫn đang tiếp tục đổ về sân tennis 17 Lạch Tray của thành phố Hải Phòng. Thắng Bọc luôn là một sân chơi mà tất cả những người yêu quần vợt phong trào rất ủng hộ. Trận đấu tiếp tục, người cầm dao bóng tại giờ đấu này là Nguyễn Hữu Hòa, tức Hòa Xuân. Điểm đầu tiên cho đôi Thắng Hòa, 15 ra. Hay quá! Rất mạo hiểm nhưng chính xác. Trần Văn Chất, Chất Ế đã quyết định đánh thẳng vào vị trí đang thủ lưới của Thắng Bọc. Điểm số 15 đều. Trung Tommy cũng quyết định bắt chiếc đàn anh, nhưng mà không phải là một ý tưởng hay. Cú đánh không nhiều bất ngờ và Thắng Bò có thể dễ dàng đoán được ý định. Điểm số thuộc về đôi Thắng Hòa, tỷ số 30-15. Hay quá! Có thể nói đây là trận đấu khó khăn nhất đối với họ kể từ đầu giải đến giờ.
Trong trận đấu, Trung Tomi có một cú giao bóng chính xác ở góc chữ A khi đối diện với ô số 1. Giao rất hay. Tiếp tục là một cú bắt lưới rất hay nữa. Thật ra thì những cái giờ giao bóng của Trung Tomi có vẻ như đều rất là chắc chắn. Điểm số 30 ra. Hay thế nhở. Nó đùa dao 75 nhưng mà anh Hòa Xuân vừa rồi thậm chí là còn không thể vời tới bóng. Quá rộng. Sự nhiệt tình vẫn đang giúp cho họ cống hiến một trận chung kết hết sức thú vị. Nguyễn Anh Thắng ra bóng. Việt Nam chúng ta vẫn còn nhìn thấy những vận động viên 36, 37, 38 tuổi vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp. Cho nên là 30 thi đấu bán chuyên thì đương nhiên là quá trẻ rồi bạn ơi. Khán giả ở trên sân Lạch Tray đang cổ vũ rất nồng nhiệt cho cả hai đôi vận động viên. Trận đấu hay quá. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Xoáy cái nồi là dậy phan ra. Cái xoáy mạnh lên học. Không. Tommy có thể lùi lại. Điểm chân. Ngoài. Thực sự là khí. Chúng tôi mới đánh vào chân này quá. Tình huống vừa xong rất hay. Trận đấu rất hay và cho dù kết quả của trận đấu này thế nào đi chăng nữa thì khán giả ở trên sân Lạch Tray và tất cả các bạn chắc chắn đã được theo dõi một trận đấu rất là hấp dẫn. Điểm lợi giao. Nguyễn Hữu Hòa và Nguyễn Anh Thắng, hai vận động viên Hòa Xuân Thắng Bò đang ôm nhau để mừng chiến thắng ở trên sân. 60 tuổi.